Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ok các bạn, hello, mình là Nam Ngô đây. Thì hôm nay là anh em Tây Ninh dẫn mình đi ăn một cái chỗ rất là đẹp ha, rất là thơ mộng ha. Đường đi lên núi luôn. Ồ, cảnh quan cây cối đồ quá trời đẹp luôn. Nói chung cái quán ăn này nó nằm ở dưới chân núi đó các bạn. Còn tại vì mình thấy cái đường đi nó độc đáo quá, nó hấp dẫn quá. Cho nên lò mò mình đi thử lên đây coi có gì hấp dẫn không nha. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân tới gọi là cái gì này, chân núi núi Bà hả? Chân núi Bà Đen luôn. Thì mình đi thử một vòng rồi xong rồi mình chạy xuống. Các bạn Tây Ninh thì quảng cáo cái quán ăn này có những rất là nhiều cái món độc lạ đặc sản của Tây Ninh ha. Nghe nói có ốc núi rồi gà nướng gì này nọ rất là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ trước mắt mình cứ đi chơi một vòng coi rồi mình đi xuống sau. Đây là công trình đang thi công, chạy chậm. Nói chung là mình rất là thích thiên nhiên ha, thích chạy vô những cái con đường rừng như thế này, uốn lượn như thế này rất là đẹp. Rừng thì tùy mỗi rừng cái hệ sinh thái nó sẽ khác nhau ha, trong đó nó sẽ có cái loại cây khác nhau. Đó. Lên đèo. Này đi lên núi luôn không ta? Lên núi luôn. Hãy coi cho đi tới đâu đi tới đó. Cảnh vật coi như là bát ngát các bạn. Bên kia là cây gì chỗ bông quá trời luôn, giống cây xoài quá, không phải cây xoài, giả tị hay gì á. Những cái bông. Hết rồi, tại vô kia tiêu quán. Khu vực nổ mìn cấm vào. Rồi hết rồi các bạn, khu vực bên này là công trình nổ mìn cấm vào. Không biết trong đó là cái gì. Còn tới đây là quán, một cái quán ăn khác rồi. Hết đường, chúng ta sẽ quay đầu lại và quán. Nghe nói ở đó cảnh sắc cũng gọi là đẹp lắm, hữu tình lắm. Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh. Đúng rồi. Bên kia có những cái cây gì nó đang chỗ bông rất là đẹp các bạn. Ngoài mình nhìn cái lá bảng to to giống cây giả tị. Dù mình đi đường đèo mà Đà Lạt á ha, mình sẽ gặp một cái loại số loại cây khác, thông đồ này nọ. Và mình đi ra Vũng Tàu mà mình lên cái chùa ở trên núi á thì mình cũng gặp cây khác. Còn hôm nay mình đi Tây Ninh á thì mình gặp cái hệ sinh thái đây khác, thì cho nên cái cây mọc ở đây nó cũng sẽ khác ha. Đẹp. Mai mốt chắc con đường này nó sẽ làm dẫn cho khách du lịch được đi lên luôn chứ. Mà sao thấy không thông đường ta? Chắc chưa thông được quá, đang nổ mìn. À chắc đang nổ mìn làm đường á. Nổ mìn lấy mặt bằng làm đường. Làm kiểu là cho ô tô leo lên núi luôn. Ừ. Đúng rồi. Thì Tây Ninh đang phát triển mà. Ok, quá đẹp luôn, mà đi buổi sáng đẹp ha, buổi tối chắc không dám đi đâu. Em biết mình thích khám phá mà. Ok, quán ăn ở trước mặt đó các bạn. Đây, cái hàng xe ô tô đậu dài dài nè. Mình cũng biết quán nào luôn. Tám Hà, gà nướng. Đây, 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 đứng đây rồi. Ok, em để anh đậu xe cái.
cho đầu xe luôn. Ok. Ok các bạn, mình đang ở quán gà nướng Tâm Hà ha, ngay dưới chân núi luôn. Quay cái cảnh vật ở ngay dưới cái sườn núi cho các bạn coi ha. Rất là nhiều cây cối và mát mẻ luôn. Ok các bạn. Anh em Tây Ninh rất là chu đáo ha, các bạn thấy là hai dãy bàn này là nãy kín mít luôn. Đó, kín mít luôn, và bên kia thêm một dãy bàn nữa. Quá trời khách mời luôn. Chắc cũng hơn 100 người á. Đông vui luôn. Đây là đặc sản của Tây Ninh các bạn ha, đây là ốc núi. Đây là lần đầu tiên mình ăn luôn. Rất là ngọt. Rất là dễ lấy luôn các bạn, mình ghét mấy ngốc khó lấy lắm. Mấy ngốc hương đầu lại lấy mất cái khúc ruột. Test thử cho các bạn coi. Rất là ngọt ha. Này là đặc sản của Tây Ninh. Full mồi ha, này là cháo gà nè các bạn. Gà này thì theo dân địa phương ở đây nói là gà ở dưới đem lên chứ không phải gà núi ha, chỉ có ốc núi thôi. Nhưng mà gà rất là chắc. Gà này gà thả. Đây là gà đây. Còn bên này là món gì mình cũng chưa ăn thử luôn. Gà nướng hả? Cái này sao anh thấy giống thịt heo vậy? Ba chỉ mà. Gà nướng. Còn này chấm với gì? Cái phần này tăng cường. Này tăng cường á, này chấm với gì? Muối ớt ha. Test thử luôn. Ngon các bạn. Ngon, thịt nó giòn, thơm, ngon. Có đây mới là gà nướng đây nè. Đây lấy cái bó đũa ra Thịnh. Mấy người review hay được ăn cái đùi để test thử lắm nha. Ok, các bạn thấy là anh em đi ốp rất là đông vui luôn. Mà đi xa cho nên là không có ai dám uống bia hết ha. Toàn là xịt tiên dâu không à. Thì tiên dâu không à. Đó, ly nào cũng màu đỏ dễ thương hết trơn á. Giờ mình sẽ cùng giao lưu với lại Giàu từ An Giang lên ha. Ok em. Ok Tâm ơi. Đi ra đây mình coi có đây. Cảm ơn anh em Tây Ninh nha. Cùng ly với anh em Tây Ninh cái. Rồi. Ok, thank you bữa cơm của anh em Tây Ninh nha. Thank you em. Chu đáo nhất ráng giờ luôn. Bán vé, đọc số, đồ phát quà làm hết. À, ok, cũng ly với lại anh em cái nha. Nước ngọt cầm cái cổ. Bình thường. Cái này toàn dân tài xế không à. Ok. Đây. Hello Chế Minh, con mình Chế Minh là chơi xanh lá cây mới chịu à. 1, 2, 3, vô. Cũng phải khắc màu người ta mới chịu nữa. Bữa nay mình làm lịch sử với anh Nam. Những lần sau sẽ còn vui nữa. Giữ cái phòng vậy, lần sau lên chơi nữa. Lên đi sớm dữ vậy, lên từ hôm qua luôn. Em cũng đi giống anh là đi lộn ngày vậy đó. Hôm nay quá là đông vui luôn các bạn. Anh em Tây Ninh cũng nói là không ngờ hôm nay mọi người là tới đông như vậy luôn. Thì mình nghĩ cái tinh thần đam mê bò sát thì nó ăn sâu vô trong máu rồi. Cho nên là ở đâu mà có hội hè đồ này nọ, nhất là mùa này mùa hè nữa, anh em cũng rảnh để đi chơi, chở con cái đồ đi chơi ha. Rất là vui luôn. Ok, mình thì không có chuyên review đồ ăn đâu, cho nên là giờ mình phải ăn nhiều nhiều mình mới rút ra được là nó ngon chỗ nào. Ồ, có cái cái con mà riêng đứt trước đó đúng không? Má này quỷ quỷ. Này là chuối cây. Này là chuối cây hả các bạn ha? Nhiều quá bẩn luôn. Này cũng ít thấy. Đó, này làm gỏi. Lát bên em có dĩa mới rồi. Xắt từ cây chuối ra. Ăn đi Thịnh, ăn đi review thử coi. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới món gà ha. Vừa nướng ra rất là nóng giòn luôn. Ok, cảm ơn em. Dạ, còn nhiều quá vậy. Dạ. Anh em đến sau mà.
Rồi để đâu. Gà này là gà giống như là thả lông rong đó bạn, cho nên là thịt nó rất là chắc ha, không có giống như mấy gà công nghiệp chắc chắn là vậy rồi. Nướng da là nóng giòn ngon luôn. Sướng nhất là được đi chơi anh em yêu mến, còn đãi đồ ăn nữa, còn đồ ăn ngon mà thổ địa ở đây đãi mà. Lát kiếm muối Tây Ninh mua về ta. Hả? Muối Tây Ninh là mua Thu Vân nha. Thu Vân. Thu Vân ha anh. Thu Vân, muối Tây Ninh Thu Vân. Dạ. Mà ngộ ha, đây là dùng núi mà lại đặc sản là muối ha. Muối là phải dùng biển chứ đúng không? Vậy mới hay á. À, muối mà tôm. Ok các bạn. À, nói chung cái không khí là vui rồi đó, ấm cúng, rất là ấm cúng rồi đó. Đồ ăn này full mồi mà còn ngon nữa. À, ok chắc giờ mình ăn quá. Review chút đỉnh cho mọi người có cái cảm giác thèm thèm thôi. Ai có dịp thì đi lên núi Bà Đen, phải không? Núi Bà Đen đúng không? Núi Bà Đen ở Tây Ninh, ghé quán Tám Hà gà nướng để mà thưởng thức ha. Ok bye bye mọi người.